Good morning, my name Van Dong. I am executive director of the Buddhism and Social Development Association. I am Dương ở toàn miền cũng đã tôi phải làm tham miền châu na bờ sông đầm bay gần đây phim sang cùng thế phần tay khơi miền cà phê bắt đầu khnề về đại bộc lực thom mà đa mình miền chỉ bờ sông còn chỗ xã cùng nó cứ về lúc mình ở sang miền cà chấp bờ cái vì ở tiệt tì nhé hay bây giờ bờ rốt miền cà châu rùm miền bờ man miền cầm rắt bạn đã biết là tham gia tour không niêm chỉ được xong từ châu rùm không cam thì bổ sung chia bộ rốt rồi có thuê co sang phen cá ấy chia bộ rốt trơn rồi rồi nè hay từng ăn thì bạn tham gia chấp lăng thà càng nghĩ cái này thêm sừng cúng cứ dừng thời chấp bảo đảm kết một pì cái hàng thà bạn bọn vào thổ cái thà cultural contact vậy đây chỉ cái hàng thà behavior bảo chia bờ rót hay chia đôi thà chia chụp nư phong hay manu na đại cốt group đại không xã cùng hay bớt sân chia manu na đại cốt group đại cốt ở tầm lay nông không xã cùng nưng miền châu na láng miền mù mình láng cứ cốt miền châu na tàn nấy cứ chia mù hai thông đại bản đà lòi miền Nam xã network of affiliates mang for social accountability bà là pe dương và yul cọt tới hàng ông ca sama cùng một phật sát na nứng châu mau và chung chỉ hiện họ khai là pe dương bây giờ bà bán chỉ hiện dây hiện tha chlo chlong cho mui ông ca nâng tới ông cô bà hiện tranh mặt tệ châu hùm mấy chữ hướng rơi ca ấy miền mặt tệ trơn muốn hiện ấy nơi được kiên giang ấy khi ông bà chú mãi rên ở dụ ha sẽ bầm bốn chân nam phùm nơi phùm chữ tiêu tạc trơm không nhìn chế sẽ đọc bầm xiêm một bộ cả sẽ cố đại châu đôi thờ kì bà chung đôi thờ áp vọt càng gì ấy kì hai cái bà chung đôi dương trở lại một cái bộ ấy áp thiệt ấy dương lại tới cái thừa tạm trong bán châu rùm nông càng gì phùm khôn nông bán là dạp kì phải bảy bốn sáng năm rồi chúi đôi sạc bán đang dù vật kì càng gì bỏ rọt được bỏ chế bỏ rọt nông hay top dựng bàn develop proposal thử proposal mỗi bàn submit từ ansa hay proposal dựng cơ trong bàn select đối cái nhóm cam ca mulithi rồi cơ grand committee bỏ ansa-eap dựng bàn ao chmuk tha strengthening the social accountability and its issue in Cambodia for national development and communal development hay vậy để dương ban vừa thông thông nó cứ không nói dương ban vừa train đồng riêng đòi công xã khống nhưng bạn chú mùa hồn xanh hoán ở dụng một hệ buồn chân ám tuần thì bọc những cái sinh viên khủng được ngành khủng mình chạy này hồi từ nơi tì đừng phía được cách bọc những bạn được nông cùng rộng cái cứ châu rốm chui trong xã khống nông ca được chóm nơi cầm thi nông ca chọc sắp xài được tạm phúm mùi nâng cùng rộng dù có sự cảm thiệp ấy xinh xinh đã dùng thủ ca được chọn hơn khủng. Nè, hãy có dương miền bàn thê ca chia bỏ rốt đấy. Phần tay feedback bỏ thân ạ khai đầy chùm nuôi đầu tiên này kia phục lúc nó cứ cái miền khả nạ ca mà ca bà ôm giả bốt nâng miền bằng bị thân ạ khai mò. Thân ạ khai, thân ạ sốc. Hãy bàn máu bàn bàn mọc bà bay khai mà đồ. Bàn này chỉ rơi rơi bê lại con bà cứ miền giả bốt đi.
ណាដោយសារអីដោយសារឃុំដោយសារសមាជិកក្រុមសាឃុំហ្នឹងគឺគាត់បានអត់បានប្រម៉ូតអត់បានផ្សព្វផ្សាយពីប្រអប់សវនហ្នឹងដល់ជាពលរដ្ឋដោយគាត់ខ្លាចការស្ដីបន្ទោសពីថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែប្រអប់សវនរបស់ VSCDA គឺខុសគ្នាគឺយើងអត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បើកពីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តទៅគឺបើកក្នុងចំណោមពួកគ្នាគាត់អញ្ចឹងពីប្រអប់សវនដែលដើមឡើយ3ខែបើកម្ដងអត់មានអីសោះទៅជាមួយខែបើកម្ដងមានពេលខ្លះ40សបុត50សបុតក៏មានដែរអញ្ចឹងអានេះសបុតនេះហ្នឹងហ៎សបុតបាទបាទវាពេលអរែងធួតមានបណ្ឌិតឬក្នុងអរែងមួយខែម្ដងពេលប្រជុំអញ្ចឹងយើងបើកយកមកដាក់ដោះស្រាយក្នុងសាលាឃុំហ្នឹងមកបណ្ឌិតមើលក្នុងលទ្ធផលក្នុងបានរៀបការនេះបើយើងអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងឃុំនេះយើងធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងឃុំអ្វីដែលគោលបំណងរបស់យើងបង្កើត VSCDA នៅឡើងគឺគោលបំណងធំបំផុតគឺយើងចង់ឃើញសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងពេញលេញក្នុងការទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពហើយនឹងមានសេចក្តីសុខព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនាគឺមានគោលការណ៍មួយគឺការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវមានការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាហើយនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាហើយបើយើងសម្លឹងមើលទៅលើបរិបទនៃពាក្យថាគណនីភាពសង្គមគឺធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាឌីមិនសាយហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលជា supply side ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែអង្គុយជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយធ្វើការឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាគោលការណ៍របស់កណនីយភាពសង្គម